Sáng nay ngày 4 tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã đến trao huy hiệu đảng cho đảng viên cao tuổi đảng tại huyện Lấp Vò và thành phố Sa Đéc. Tại huyện Lấp Vò, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đã trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Hồ Hồng Hữu, sinh năm 1928, chính thức vào đảng ngày 4 tháng 4 năm 1950, và trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Trương Thị Thủ, sinh năm 1937, chính thức vào đảng ngày 10 tháng 10 năm 1973. Hiện hai đồng chí đang sinh hoạt đảng tại chi bộ ấp Tân Hòa Thượng, đảng bộ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Đến trao huy hiệu đảng tại thành phố Sa Đéc, Bí thư Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Võ Văn Tám, sinh năm 1930, chính thức vào đảng ngày 3 tháng 7 năm 1948. Hiện đang sinh hoạt đảng tại chi bộ khóm 2, đảng bộ phường 2, thành phố Sa Đéc. Phát biểu tại buổi nhận huy hiệu đảng, các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên cao tuổi với đảng bộ và địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn, phát huy những phẩm chất đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu, các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Tại hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào sáng nay ngày 4 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông, cảnh báo nguy cơ, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh. Trong đó vận động người thân tự giác thực hiện việc lăng quăng và tăng hiểu biết về dấu hiệu nhận biết sớm mắc sốt xuất huyết để đến cơ sở điều trị sớm kịp thời. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát dịch COVID-19 trở lại, nhất là biến chủng BA5 đã xâm nhập vào Việt Nam. Bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các địa phương cần đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Cũng tại hội nghị, đại diện Công ty Điện lực Đồng Tháp thông tin về thực trạng và giải pháp phòng tránh tai nạn điện, tình trạng giả danh ngành điện để đòi nợ. Cũng trong sáng nay ngày 4 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt 1 và triển khai chiến dịch đợt 2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh đã tập trung triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết đợt 1 từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2022 tại 12 huyện, thành phố. Kết quả có 7 trên 12 huyện, thành phố thực hiện đạt và vượt 5 chỉ tiêu của chiến dịch, còn 4 trên 12 huyện thực hiện chưa đạt 1 đến 2 chỉ tiêu. Riêng huyện Châu Thành chưa thực hiện chiến dịch, dự kiến ngày 5 tháng 7 sẽ thực hiện. Một trong những khó khăn trong thực hiện chiến dịch là sự tham gia của chính quyền tại một số địa phương chưa mạnh mẽ để huy động lực lượng trong chiến dịch diệt lăng quăng, chưa phát huy hết vai trò, thiếu sự kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó, người dân ở nhiều địa phương chưa chủ động tự diệt lăng quăng và còn lơ là trong thực hiện các biện pháp diệt muỗi, phòng muỗi đốt, vân vân. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, nhìn chung chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt 1 đã mang lại hiệu quả tích cực. Tất cả ổ dịch là ổ dịch nhỏ và đã được xử lý 100%. Ông Đoàn Tấn Bửu yêu cầu các địa phương tiếp tục đồng loạt triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt 2 với quy mô lớn tại 143 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 7. Ngoài ra, các ngành chức năng cần tăng cường công tác giám sát, phát hiện ca bệnh nhằm phát hiện sớm ổ dịch và phát hiện sớm xã bùng phát dịch để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo mua sắm, cung ứng đủ hóa chất diệt côn trùng, máy phun, thuốc điều trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận điểm Việt Mekong Farm Tây thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Văn hóa Việt Mekong là điểm du lịch, địa chỉ tại khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Theo khoản 7 điều 3 luật du lịch, điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch.
Tiếp nhận quyết định số 1816 ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chuyển Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp nắm. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 đang theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi cư trú, không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, được xem xét đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.